con kem mi mà nó làm gì lâu dữ vậy trời, tôi chuẩn bị xong hết rồi đó, đợi nó thôi đó mà không thấy nó đâu quá. Ủa mà nhà gì mày gần đây không, nhà gì mày gần đây không vậy? Gần đây, gần tiệm đây hả? Chạy quá trời ơi, rồi, hai ba con sông rồi, rồi mấy ngọn đồi nữa là tới mà mang cái ba lô bự sẽ bối lửa luôn vậy cha nội. Ba lô này chứa đầy đủ đồ ngày sinh tồn luôn đó, lỡ có chuyện gì tụi mình thất lạc ở đâu thì mình còn có cách sinh tồn chứ. Trời, nhà gì em mà làm như là đi vô núi vô gần vô sông. Ủa mà gì mày vũ hôm nay vũ tụi tao qua chơi gì vậy? Qua bển, chắc không đó. Uy tín ghê ha, bà nội mày chính là người, bà ngoại mày chính là người chuyên chơi mấy cái trò dớ da dớ dẫn luôn á. Chơi đâu bà ngoại em. Rồi xong mày là nói ngồi đó. Có kinh nghiệm thôi chứ có chơi đâu. Nhưng mà em thông báo cho anh một tin vui. Vui vậy? Tin vui là vậy, em là không bao giờ đụng vô những cái thứ kinh vậy đâu. Ồ. Không có thích. Nếu như vậy thì an tâm được xíu hả mấy bạn ơi. Thôi đi 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 vậy đi đi. Xe, ủa phải hoành đầu xe lên luôn hả? Trời ơi con này chạy xe. Bởi vậy bán xăng cho phụ nữ là một sai lầm nè. Ồ hình như ngôi nhà trước mặt kệ đúng không? Đúng rồi nhà đó. Chị Út mọi người nhớ kêu bằng gì Út nha. Chị Út hả? Ok để xe đâu? Ui, để xe này nha. Có tiếng xe kìa. Ô, dạ con chào chị Út, con tên là Hi Ha, con là chung làng với lại Kemi. Dạ chị Út. Con bé này thì sao? Con cũng chung làng với Kemi luôn. Ồ, con tên là gì? Ủa? Dạ con tên là Jimmy. Mấy đứa vô nhà đi, mấy đứa ăn gì chơi gì vô đây gì chuẩn bị cho ăn. Ê, ăn đi, đói bụng lắm rồi. Vô ăn món gì nữa? Rồi mấy đứa ăn kẹo gì đi, con hát nước gì không để dì Út lấy cho. Ô, dạ, ai Kemi tới chơi hả? Ai kìa? Ủa? Nhớ anh không Kemi? Robin. Hai người này là bạn em hả? Đúng rồi. Dạ, em chào anh Robin, này. Em tên là Jimmy, là bạn của Kemi. Đúng rồi, dạ chào anh Robin, con em là bạn của Kemi. Trời ơi, cái này là bạn tuổi anh chị á, lớn tuổi em nhưng mà bạn tuổi anh chị. Ờ, vậy thì hello Robin. Chào anh kết nha. Con kết thôi bằng tuổi mà. Đi. Mọi người lại đây ăn kẹo nè, lại đây ngồi ăn luôn nè Robin. Không, anh không ăn đâu, anh đi qua tới viện. Ủa? Ủa, đi đâu vậy? Gì nữa đó Robin? Con đi ra nhà kho chút thôi, tạm biệt mẹ, tạm biệt mọi người nha. Trời ơi, thiệt tình mà bà có bạn mới. Thôi mấy đứa ăn kẹo đồ đi, có khát nước gì cô lấy nước cho uống. Thật ra mấy đứa à, dì gọi mấy đứa qua đây không phải là chỉ là để chơi không thôi, mà là nhà của dì có chuyện. Có chuyện? Có chuyện? Là sao vậy dì? Ủa là sao dì Út? Dì tụi con phải qua đây chơi để chơi hả? Ủa là sao vậy? Nhà dì đang gặp chuyện gì? Nói thử xem tụi con có giúp gì được không? Chuyện này hơi căng một chút xíu đó. Căng gì? Nói thử cái gì Út? Chuyện là Robin từ lúc chuyển nhà về đây là nó cứ như nào ấy, thẫn thờ. Hèn gì con hay anh ít nói hơn hẳn luôn á. Bây giờ dì Út thử nói thử coi xem sao. Ôi cái gì vậy? Cái gì vậy? Ôi chính là Adam. Xin chào mọi người mới nha. Trời ơi là trời, Robin Adam. Con chém cái trò đó ngay cho mẹ. Còn dở trò đó nữa coi. Còn có biết là ở đây đang rất là đông người không? Còn làm như vậy là các bạn sợ, cái mi cũng sợ kìa. Thiệt tình á, con chỉ muốn cho Adam gọi là làm quen với những cái bạn mới thôi mà. Vậy mà mẹ cũng không cho nữa. Mẹ không cho thì thôi, Adam đi lên đầu thôi. Anh Robin anh lạ thật sự luôn á. Uầy, con cái con búp bê nó giật hết cả mình luôn á. Hết nói nổi mà. Trời ơi, anh thích búp bê lắm hả gì ông ơi? Từ lúc đầu nó có thích đâu. Từ lúc khi mà chuyển về nhà này, nó tìm được con búp bê trong nhà kho là nó quýnh với nhau như là bạn với nhau vậy đó. Robin ơi, Robin, con đâu mẹ? Rồi? Đây rồi, con coi kinh giùm mẹ mấy cái thùng hàng này vô nhà kho giùm mẹ nha. Được rồi, để con giúp cho. Trời ơi, cảm ơn con trai nhiều nha. Được rồi, bê vô đây nào. Ủa, con búp bê gì đấy? Ồ, nhìn nó hay thiệt ha, bằng mình luôn nè. Chắc là chủ cũ của nó bỏ rơi nó. Vậy thôi, mình giữ nó lại vậy. Đó, mọi chuyện là như vậy đó. Từ khi mà có con búp bê này là trong nhà này trở nên u tối. Mọi chuyện là bắt đầu từ con búp bê đó sao? Vậy như vậy Út nói là tất cả là do con búp bê đó hết rồi vậy Út? Vậy Út cũng không rõ nữa, nhưng mà chắc là như vậy đó. Chắc chắn là từ con búp bê đó rồi, còn gì nữa. Tao dữ không đem giục con búp bê đó đi. Đúng rồi, đem giục con búp bê đó là sao mà. Đúng, chuyện đơn giản như thế đương nhiên là ta đã nghĩ đến rồi chứ bộ. Hôm đó nhân lúc thằng Robin nó đi học tới giờ rồi, đi học thôi. Quên nữa Adam, nhớ đợi tôi về đó nha mẹ ơi. Sao đó con trai? Con tạm biệt mẹ, đi học. Con đi học đi, tao phải tranh thủ mới được. Đâu rồi, đây rồi, con búp bê đây rồi. Giục búp bê đây đi, nơi đây rất là xa nhà, chắc là thằng Robin sẽ không tìm thấy đâu.
anh, không thôi đi về thôi. Ơi, vậy dụ cái con búp bê đó vậy khỏe rồi. Nhưng mà sao, vẫn còn là sao? Ừ, sao nó vẫn còn vậy? Vậy là Robin tìm được hả? Hay vậy? Trời ơi, không phải như thế đâu. Mà nó... Ôi, hôm đó Robin đi học về. Đưa mẹ con mới đi học về. Ủa, Robin, con về rồi hả? Có đói bụng gì không? Mẹ làm đồ ăn cho con ăn nha. Dạ thôi, không cần đâu, con không có đói. Con đi lên với Adam nha. Ê, tên suốt ngày cứ Adam. Từ đây sẽ không còn nó nữa đâu. Adam ơi. Ủa, mẹ Adam đâu rồi? Adam của con đâu rồi? Mẹ làm gì có ấy rồi hả? Hả? Cái gì vậy? Mẹ có làm gì đâu. Còn có đi chơi ở đâu rồi để quên Adam không? Chứ chiều giờ mẹ làm đồ ăn dọn dẹp nhà cửa có để ý đâu. Lúc con đi học con còn thấy bạn đó. Bạn đó ở trong phòng con mà sao giờ không thấy nữa vậy? Mẹ không có biết đâu. Mẹ không có đụng tới Adam gì của con đâu. Thôi tắm rửa ăn cơm đi, nghỉ ngơi đi. Chắc nhiều khi có ăn trộm nó vô nó lấy bạn của con rồi đó không chừng đó. Mày tình Adam mà có chuyện gì là mẹ không có yên với con đâu á. Cái gì vậy? Thằng này ghét rồi á. Adam ơi, cậu đâu rồi? Adam nè. Trời ơi, bạn đi đâu nãy giờ tôi tìm bạn muốn chết luôn á. Thôi được rồi, bây giờ vào nhà với tôi thôi. Mẹ ơi, con tìm được rồi. Thôi con lên lầu nha. Cái gì vậy? Làm sao mà nó tìm được hay vậy? Nó mới đi có chút xíu mà. Hả? Cái gì? Có chuyện đó gì vậy luôn hả? Trời, cái gì ghê vậy trời? Phải không vậy cô? Đúng rồi, từ đó về sau là ta không có dám đụng tới con búp bê đó nữa. Bây giờ không biết là mấy đứa có cách nào không? Búp bê đó? Tao không biết. Cái gì ghê vậy trời? Kỳ lạ lắm. Ủa nhưng mà dì Út ơi, vậy ngày hôm nay dì Út kêu tụi con qua này mục đích là gì vậy? Để là giúp ta coi là có cách nào được xử lý con búp bê đó hay không. Xử lý con búp bê sao? Bây giờ anh làm nào anh đi nha. Anh Robin không chú ý là xong rồi mình sẽ lấy con búp bê đó đem đi đốt đi. Đi đốt hả? Nhưng mà cũng là một ý á. Bây giờ có cách nào để chúng ta xử được cái con búp bê đó hay sao đó. Nhưng mà con cần biết thêm là búp bê đó có thật sự là một búp bê mà bị nguyền rủa hay là bị ma ám hay không nhiễu bà. Bây giờ mấy đứa giúp gì với, nghĩ cách gì đó với. Thằng Robin này cũng là đứa con trai duy nhất của dì. Dì rất là thương nó. Ơi trời ơi. Dạ thôi được rồi, tụi con sẽ cố gắng tìm cách này thử coi xem sao. Hay được rồi, nếu như vậy thì thôi tạm thời tụi mình ở lại đây vài ngày rồi có gì tụi mình theo dõi còn Robin đó làm sao anh. Anh đi ha. Robin của mày mà kêu thằng luôn mày nhỏ này. Nhưng mà bây giờ nhà này không có đủ phòng để cho mọi người ở đâu. Hôm mấy thì mấy đứa ở đây đi, dì coi đi ra ngoài kiếm chỗ để cho mấy đứa ở đây để giúp con gì nha. Đi ra ngoài có chỗ ở không á? Ngoài đó lạnh đâu này kia đó. Ổn không như vậy? Bây giờ có lạnh xương gió gì gì cũng phải ra ngoài. Trời dì hết cách rồi, thật sự bây giờ chỉ mong chờ mấy đứa giúp dì thôi. Mẹ thôi được rồi. Thôi tụi con sẽ cố gắng hết sức để giúp dì Út hết cách. Trời ơi mấy đứa nói gì dì yên tâm quá gì. Đúng rồi con là chơi mấy cái trò ma quỷ con là rất là nhiều kinh nghiệm. Ôi trời ơi, tới nữa rồi. Rồi vậy thôi, dì giao cho mấy đứa đó. Mấy đứa coi đây giúp dì nha, dì cảm ơn mấy đứa nhiều. Trời ơi. Dạ giúp đi. Ủa, anh chưa đồng ý mà tụi bay nhận hết rồi vậy? Trời ơi, trời ơi, giờ lỡ mình có tím được gì không? Lỡ cái con búp bê đó con. À, thôi, trên lầu hình như đang có Adam trên đó. Bây giờ người ta nói gì kỳ lắm, đi ra ngoài đi. Ê, đi ra ngoài, xấu con búp bê đó, coi chừng nó biết ha. Đây, sao? Đóng cửa lại. Đi ra ngoài đi mọi người ơi. Robin nó mới nhìn ngay cầu thang. Nó mới nhìn ra ngoài từ phòng của nó ra các bạn ơi. Nổi hết cái da gà luôn á mọi người. Đã nhận lời rồi, bây giờ không làm thì cũng không được. Với lại là dù gì cũng là người dòng họ của mày nữa. Tao làm mà làm gì mày đó nha mày. Bây giờ chúng ta phải cần lắp đặt camera đi để chúng ta rõ hơn về mọi thứ. Chắc là chúng ta phải ở tạm ở đây vài hôm để theo dõi tình hình đó. Đúng rồi, đặc biệt là anh nha, cái nhà kho coi. Nhiều khi cái nhà kho thấy bắt ra mọi chuyện, bắt đầu mọi chuyện đó. Đi vô nhà kho coi trước đi, xem thử coi. Cái gì chổng không có nhà không vậy? Cửa coi thử. Không có gì hết á. Cái này chống trơn à? Mà nhỏ xíu thì chạy. Hình như đây chỉ là một cái căn nhà một căn nhà kho bình thường thôi à. Ở được rồi. Bây giờ hai người đi mua giùm tôi camera đi. Ok đi đây. Đúng rồi. Đi camera rồi lắp đặt vô căn nhà nữa. Bây giờ mình phải làm gì đây? Mình phải cần tiếp cận với lại cái con Adam đó. Hey, được rồi, đem nước lên cho Robin vậy. Robin ơi. Dạ. Tôi có xíu nước đem cho ông. Để đó đi, để trên bàn giúp tôi. Ok. Tôi để ở đây nha Robin. Cảm ơn ông nhiều nha. Hả? Gì vậy? Thôi tôi. Ok. Adam muốn tôi gửi lời cảm ơn tới ông á. Bạn đó đang khát nước. Ok. Vậy thôi tôi đi nha Robin. Được rồi, đi đi. Trời ơi, cái gì vậy trời? Ôi. Thôi mình không dám tiếp cận đâu mấy bạn ơi. Mình không dám tiếp cận một xíu nào hết. Đây chính là phòng của mẹ của Robin sao? Ngày mai mình sẽ cố gắng lắp đặt hết tất cả mọi thứ để bắt đầu quan sát thôi. Nhìn đó nha. Nó về chưa vậy trời? Nè. Em ơi.
Ôi. Mua được chưa? Rồi, vậy bây giờ chạy xe vô đi, đưa camera đây. Ây, trời ơi. Ê, Ruby nó còn nói chuyện được với Adam nữa đó. Cái gì? Đúng rồi. Đúng rồi, hồi nãy tôi đem nước lên nó nói gì Adam cảm ơn gì Adam đang khát nước gì ghê với mẹ luôn. Ủa, anh tự kỷ gì với trời. Dạ, con Adam nó nói chuyện hay là thằng Ruby nó nói chuyện với con Adam? Không biết, giống như được. Robin này giống như đang bị tự kỷ vậy á. Ừ, giống như đang tự kỷ vậy. Thôi chạy xe vô đi, lắp đặt camera đi mọi người. Em ơi, em đâu rồi? Em Bây giờ điều đầu tiên đó chính là anh cần đặt camera vào phòng của Robin. Bây giờ em nói là em lên em dọn dẹp phòng của nó rồi, của ảnh rồi, rồi đặt nha. Bây giờ em cần dụ Robin ra ngoài đi. Cũng được. Được á. Anh Robin ơi, anh Robin. Ui, hello anh, trời ơi lâu rồi không gặp anh mà anh không xuống nói chuyện tụi em vậy trơn á. Ê, xuống dưới đây chơi búp bê không? Được. Vậy đi thôi. Đi xuống đây. Em có búp bê màu hồng mặc váy dễ thương lắm á. Bây giờ thì tới phiên mình đi vô các bạn ơi. Bây giờ thì kiếm một cái góc nào thiệt là đẹp, gắn cái cam lên là xong. Góc này được, ok, được rồi, đi ra thôi. Cuối cùng cũng xong hết tất cả camera trong cái nhà này rồi các bạn ơi. Được chưa? Xong rồi ngay nha. Ok, Kemi rồi. Kemi rồi. Nói xấu á, đúc búp bê ăn này nhầm. Kemi ơi. Ủa, xong rồi, đâu rồi, ăn xong rồi, vô làm đồ ăn ăn đi. Thôi đó, bụng quá, anh Rubin ơi, vô chổng ăn với mọi người luôn đi anh Rubin ơi. Ủa, khoan, từ từ, gì Adam? Đó, chưa mọi người. Mọi người ăn đi. Adam nói là Adam không muốn ăn bây giờ. Adam muốn về phòng rồi. Vậy thôi, cho Adam về phòng đi. Không, Adam đó bây giờ tôi nhìn nó đáng sợ sao mọi người. Tôi nhìn nó từ ngay ban đầu là tôi thấy đáng sợ rồi, chứ không phải đợi tới bây giờ đâu. Nhiều khi tụi mình đứng tụm vậy hoài á. Rồi, nghi ngờ á. Thôi đi, cứ đi đi. Ừ, đúng rồi. Lên, nhanh lên mọi người. Vậy là ổn rồi đó. Bây giờ bắt đầu rồi, 2 giờ sáng rồi. Trời ơi, hai người này còn ngủ nữa. Dậy đi. Trời ơi, dậy. Nói nhỏ thôi, cái miệng mày to vậy mấy ba. Hai ba là hai người kêu tôi vậy mà cái gì đâu, ngủ dữ ngủ à. Trời ơi. Rồi để tôi kiểm tra thử. Ơi, con búp bê nó bắt lớn tiêu rồi. Trời ơi, vẫn còn trong phòng mà. Ủa sao lại như vậy được, con búp bê nó mất tiêu rồi. Nó tự di chuyển á trời. Trời. Đâu, kiểm tra xung quanh nhà con búp bê nó có đi đâu không? Trời ơi, thấy không? Thấy mà ghê luôn mấy bạn ơi. Trời ơi, nó đang ngồi coi phim luôn mà. Phim như là Annabella nha. Đúng rồi. Bây giờ mình phải tìm cách gì đó rồi. Mình ra ngoài đó, mình đem nó đi, bỏ đi. Mình đi bỏ. Nếu mình không thể nào thua một con ma được á nha. Đúng rồi. Ông đi đầu tiên đi. Trời. Trời ơi là trời. Ok. Nhanh lên, đi thôi. Rồi, hồi nãy nó ngồi ngay đây nè. Ủa? Đâu mất tiêu rồi mấy bạn ơi. Ra nhà kho có anh. Anh đi lại cái hợp lý hợp lý. Đi ra nhà kho coi thử coi. Trời ơi, nó kìa. Ôi, bình tĩnh. Nó chỉ là một con búp bê thôi. Nó làm được gì tụi mình cả. Mày không được bình thường thôi. Được rồi. Mày đem bỏ. Được rồi, anh có nói rồi. Bây giờ mọi người lấy cái đồ để chúng ta đốt đi. Nhanh lên theo anh. Ok. Ui, đốt nó được rồi mấy bạn ơi. Bây giờ để coi từ từ rồi nó sẽ bị đốt cháy rồi. Ôi, cái gì vậy? Ôi, con này nó thức tỉnh lên rồi, bây giờ nó ghê quá à. Vô nhà. Ôi, con này. Mày ghê, mày chạy đi đâu kìa? Chạy đi đâu? Nó đi vô nhà bếp làm cái gì mọi người ơi? Ôi, nó xách cái dao ra kìa. Nó lấy cái dao ra. Chạy. Cứu tôi. Ôi, con này cầm cái dao ghê quá à. Bây giờ mình phải làm gì bây giờ? Vòng vô nhà lấy cái thang, chạy đi anh. Anh sẽ cố gắng dụ nó xuống hồ bơi. Mày ngon mày dí cho tao. Tao sẽ dụ mày xuống hồ bơi cho mày thấy bà mày luôn. Ôi, đập nó xuống, đẩy nó xuống hồ bơi mọi người. Ôi, được rồi. Đập cái này. Ôi, nó đang bị chìm dưới nước mà nó không chết luôn kìa. Đi à, cẩn thận.
Ui, nó không bị gì luôn kìa. Hình như cái cơ thể này không phải của nó đó mọi người ơi. Mình không làm gì được với cơ thể này của nó hết. Từ từ đó. Không được. Ê, có khi nào chúng ta phải đốt cái nhà kho không em My? Cái nhà kho ở nhà kho có chắc không? Tại vì bây giờ tại vì Robin đã tìm được con búp bê này trong nhà kho. Có khi nào nó có liên kết với trong nhà kho không? Nhanh lên lúc này. Nhanh lên đi Kem ơi, đốt đi. Đốt. Nhanh lên. Đốt đi. Đang đốt đi anh ơi. Ôi, nó chạy hết rồi. Ui, con đó đang lạc kinh khủng luôn kìa. Ui, chạy đi. Ui, qua coi con đó thử. Ui. Trời. Ghê quá. Cái gì vậy? Nó chết rồi. Uầy, lửa tùm lum hết kìa. Ơ, dập lửa coi chừng cháy nhà đó. Đột vậy. Cháy nhà gì? Robin. Em qua đây chơi hả? Ai đây? Ủa? Là sao? Anh Robin hình như là quên đi ký ức của từ lúc mà có búp bê sao á. Gì mà lửa đêm tự nhiên qua đây vậy? Robin đã quên hết tất cả ký ức luôn rồi mọi người. Robin biết Adam là ai không? Là thằng nào? Trời ơi, ơi qua coi, qua coi cái nhà. Ôi! Cái gì vậy? Một bộ xương. Ơi, có thể đây chính là cái bộ xương mà nằm ở đây. Vậy chính là gia đình này, dì Út của em đã mua nhưng mà không xem kỹ rồi. Đúng rồi, vậy là sao? Có một linh hồn đang ở dưới đây nó nhập cho con búp bê Adam. Ơi, may quá tụi mình đã xử xong rồi. Bây giờ sao đây Kem ơi? Bây giờ đợi dì về đi. Đợi dì Út về. Thôi anh cứ ngủ đi, sáng mai là anh sẽ biết hết mọi thứ à. Thôi cứ về anh ngủ đi Robin. Được rồi. Ôi trời ơi. Vậy coi như là mình hoàn thành được rồi đó. Trời ơi, chuyện này thật là động trời luôn mà. Gì ghê quá. Đợi chị về rồi mình báo tin vui cho bả thôi. Thôi đi nhanh lên mọi người ơi. Dì về rồi đây mấy đứa ơi. Ôi, dì về rồi dì Út ơi. Mẹ về rồi. Trời, tụi con không báo cho dì Út một tin vui là tụi con đã xử lý được con búp bê đó coi. Xong hết rồi dì Út ơi. Có chuyện gì xảy ra mẹ? Một điều là bây giờ đúng rồi không nhớ gì về búp bê đó luôn. Cũng vậy đúng vậy. Nhưng mà dì Út ơi, bây giờ thì đi theo tụi con đi, có cái tụi con muốn cho dì Út coi. Nhanh lên đi không mọi người. Đây là dì Út ơi. Tất cả mọi việc là do có một cái xác được chôn ở dưới nhà của dì Út. Dì Út mua nhà mà dì Út không biết vụ này hả? Dì Út đâu có biết đâu. Đâu có nói gì về dì Út. Con nghĩ là bây giờ dì Út phải đi xử lý cái chuyện này và cúng kiến đi, chứ vậy là không ổn đâu dì Út. Đúng rồi đó. Biết rồi. Đúng rồi. Cái này là của ai nữa nên là dì Út phải báo công an nữa. Mấy cái này là mẹ của dì rành lắm, để có gì dì hỏi. Là bà ngoại đúng không? Đâu rồi đó thôi. Được rồi. Dì ơi, Kem My, My ơi, bây giờ tụi mình lấy ba lô đi về đi. Thôi tụi mình đi về đi. Tụi con đi về nha dì Út. Con về nha, con không ở đây nữa đâu. Trời ơi, mấy đứa về sớm quá vậy, ở đây chơi nữa đi. Dạ vui, đủ vui rồi. Con về nhà. Lấy ba lô đi về tụi bay ơi.